Chào mừng anh chị đã đến với kênh Bán Nhà Riêng Hà Nội. Để tiếp tục chuỗi video về các căn nhà Hà Nội có thang máy đang được chào bán mới nhất tháng 10 năm 2022, thì ngày hôm nay em Phương xin giới thiệu với quý anh chị một căn nhà xây dựng độc lập nằm tại đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m² với mặt tiền 4m và được thiết kế 6 tầng với giá đang được chào bán chỉ có 8,6 tỷ thôi. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ em sẽ đưa anh chị đi tham quan chi tiết về căn nhà riêng Hà Nội này nhé. Xin được giới thiệu với quý anh chị, đây là căn nhà riêng Hà Nội có thang máy nằm tại đường Cầu Giấy, quận Cầu Giấy mà em Phương muốn giới thiệu với anh chị ngày hôm nay. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích là 40m² với mặt tiền 4m và hướng Tây Nam anh chị nhé. Được thiết kế 6 tầng. Với đường trước nhà đây. Ngõ tương đối ngắn. Gần. Thiết kế thông sàn mỗi tầng phòng. Đấy. Rồi hãy cùng em Phương đi khám phá chi tiết phía trong của căn nhà này anh chị nhé. Tầng 1 này thì quý anh chị có thể làm khu vực để xe hoặc kinh doanh online, hay làm phòng khách đây cũng được. Cái này thì sẽ tùy vào nhu cầu và mục đích sử dụng của mỗi gia đình. Mỗi nhà sẽ có một cách thức làm khác nhau. Chúng ta sẽ lên tầng 2. Hệ thống đèn tự động. Đèn ở đây thì rất là sáng anh chị ạ. Lắp hệ thống đèn to. Đèn này là đèn 120 rồi, không phải hệ 90. Thoáng, sáng, rộng. Mặt tiền 4m. Tất cả mặt tiền, rồi là khu vực thang máy đều là ốp đá hết. Chúng ta sẽ lên tầng 3. Thang máy trong thì mạ vàng. Trong đây thang máy Fuji 450kg cho 6 người. Tầng này thì cũng tương tự tầng dưới thôi. Với mức giá đang được chào bán cho căn nhà này là 8,6 tỷ. Một căn nhà nằm tại trung tâm của Cầu Giấy. Cách Cầu Giấy đâu đó 1m thôi anh chị nhé. Đấy, tương đối gần. Mức giá hơn 8 tỷ. Rơi vào khoảng hơn 200 triệu 1m. Trong căn nhà như thế này. Khu vực tầng 4 thì cũng tự như bên dưới thôi. Và thì đã được trang bị sẵn rồi. Đấy, đầy đủ luôn. Đấy, vệ sinh cũng tương tự. Ngoài căn nhà này ra thì quanh khu vực Hà Nội và đặc biệt là khu vực quận Cầu Giấy, em còn rất là nhiều các căn nhà có thể kinh doanh. Những căn nhà có thang máy, có các ô tô. Quý anh chị muốn mua căn nhà như thế nào thì hãy điện thoại trực tiếp cho em Phương nhé. Đây là khu vực phòng bếp. Phòng khách chúng ta làm tầng 1 rồi. Thực ra thì tầm form diện tích này em cũng đã hỏi ý kiến quý anh chị rất nhiều lần rồi. Nếu bỏ cái nhà vệ sinh này ra thì ở tầng này hoàn toàn chúng ta có thể thiết kế phòng bếp phòng khách lên đây là một sàn. Nó cũng sẽ là một cách hợp lý. Và tuy nhiên thì với 3 phòng ngủ, tầng 1 là khu vực phòng khách, thì tầng phòng bếp lên đây cũng khá là ok. Lên đây là khu vực phòng thờ và một phòng ngủ phía ngoài nữa. Đấy, còn sân phơi thì sẽ ở trên sân thượng.
sân phơi sẽ ở trên này. À, cũng tương đối hợp lý. Một căn nhà thang máy thiết kế hợp lý, mức giá chỉ hơn 8 tỷ. Hãy gọi điện thoại cho em Phương ngay nhé để sở hữu cho mình căn nhà tuyệt vời này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo trên kênh Bán Nhà Hà Nội.